Những điểm anh em cần soi khi đi mua áo da thật phần 3. Điều quan tâm của anh em lần đầu tiên khi đi mua các sản phẩm áo da thật đó là phải xác định được đó là sản phẩm áo da thật đúng không nào? Mình đã có rất nhiều các TikTok để giải thích về rất nhiều những cái phương pháp phân biệt áo da thật sai lầm, ví dụ như là dùng lửa để phân biệt áo da thật, dùng nước, rồi ngửi mùi cũng như là soi vân da, vân vân. Tất cả những cái phương pháp trên thì đều không hiệu quả và rất nhiều các phương pháp nó là sai lầm. Dùng lửa phát là phân biệt được áo da thật ngay. Video nào mình cũng thấy có một cái comment kiểu như vậy. Vậy thì có cái cách nào để phân biệt áo da thật chuẩn 100% thì anh em hãy follow theo cái hướng dẫn của mình nhé. Đầu tiên anh em lật cái phần mặt áo này và dùng ngón tay, một ngón tay thì kéo phần lót, một ngón tay thì kéo phần da để kéo hai cái phần này nó tách rời nhau ra. Cái phần tay cầm da này bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu miết thật là chặt. Đối với những cái sản phẩm áo da thật thì khi miết như này thì da nó sẽ không bị trượt lên nhau và gần như là dính vào nhau rất là chắc. Còn đối với các sản phẩm giả da thì mặt sau của giả da nó cũng giống như cái lớp ni lông này, nó là nhựa. Vậy nên khi chúng ta miết thì nó sẽ giống như là chúng ta miết cái phần lót này, nó sẽ trượt lên nhau một cách dễ dàng. Và khi anh em yên tĩnh và nghe kỹ có thể nghe được những cái tiếng sột soạt của tiếng vải. Có một lưu ý nhỏ là khi anh em làm cái phương pháp này thì hãy tránh cái phần cổ áo hoặc là cái phần vạt áo của áo da biker. Tại vì ở những cái phần này bên dưới nó có một lớp gọi là lớp make để là định hình cái phần cổ áo theo đúng cái hình dạng mà người may áo nó mong muốn. Khi test cái phương pháp này thì anh em hãy test ở cái phần hai cái vạt áo này hoặc là phần lưng. Chúc anh em may mắn trên con đường tìm các sản phẩm áo da thật.